Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Quả bưởi cực độc nếu như chúng ta ăn sai cách và năm nhóm người nên tránh xa quả bưởi. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Bưởi là một loại trái cây có muối, được đánh giá rất là an toàn. Bưởi giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ và phòng được rất là nhiều bệnh. Tuy nhiên, bưởi cũng giống như những loại thực phẩm khác mà chúng ta cần phải ăn đúng cách. Nếu mà chúng ta lạm dụng thì có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Và hôm nay, quý vị hãy cùng với Sức Khỏe Tự Nhiên tìm hiểu những lợi ích của quả bưởi là gì và năm nhóm người nào thì không nên ăn bưởi. Quý vị cũng đừng quên cho Sức Khỏe Tự Nhiên một like và một đăng ký kênh trước khi chúng ta vào nội dung chính ngày hôm nay. Trước khi chúng ta đến với năm nhóm người không nên ăn bưởi, thì quý vị và các bạn cùng với Sức Khỏe Tự Nhiên điểm qua những lợi ích của quả bưởi. Lợi ích thứ nhất của việc ăn bưởi đó chính là tăng cường hệ miễn dịch. Bưởi là một loại quả giàu vitamin C. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi bị bệnh tật. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh. Nó sẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương bởi những gốc tự do gây ra, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ cho việc sản xuất bạch cầu. Nó quan trọng trong khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể. Đồng thời, bưởi còn giàu vitamin A sẽ hỗ trợ chống bệnh truyền nhiễm và làm giảm viêm. Thêm bưởi vào chế độ ăn uống sẽ cung cấp những chất dinh dưỡng để duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn. Tác dụng thứ hai của việc ăn bưởi đó chính là phòng ung thư. Bưởi là một loại quả giàu những chất chống ung thư như là flavonoid hay là nerijinin, giúp ngăn ngừa sự phát triển của những tế bào ung thư. Nerijinin ở trong bưởi có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư vú nhờ nó ức chế enzyme chuyển hóa thành estrogen. Theo những nghiên cứu đã cho thấy rằng tiêu thụ khoảng 170g bưởi có thể làm giảm tác hại của khói thuốc lá và nó sẽ ngăn ngừa ung thư phổi. Đồng thời, hoạt chất lycopene ở trong bưởi còn có khả năng hỗ trợ ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt và đại trực tràng. Tác dụng thứ ba của việc ăn bưởi đó chính là tốt cho tim mạch. Quả bưởi là một nguồn dinh dưỡng rất tốt cho tim mạch. Nó sẽ cung cấp kali, chất xơ và những chất chống oxy hóa. Kali giúp hạ huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ. Trong khi đó, chất xơ giúp giảm cholesterol xấu, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Và một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng khi mà chúng ta ăn bưởi thường xuyên thì sẽ giúp giảm 15% cholesterol xấu chỉ sau một tháng. Và tác dụng thứ tư của việc ăn bưởi đó chính là tốt cho hệ tiêu hóa. Bưởi là một chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan khá dồi dào. Chất xơ hòa tan ở trong bưởi sẽ giúp làm mềm phân, hỗ trợ cho việc đi tiêu dễ dàng hơn và nó sẽ ngăn ngừa táo bón. Bên cạnh đó, chất xơ còn nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi ở trong đường ruột. Nó sẽ giúp duy trì hệ vi sinh khỏe mạnh hơn và nó sẽ phòng ngừa những cái vấn đề về tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng. Tác dụng thứ năm của việc ăn bưởi đó chính là ngăn ngừa sỏi thận. Bưởi rất giàu vitamin C và các hợp chất axit citric sẽ giúp ngăn ngừa sỏi thận một cách hiệu quả. Axit citric có khả năng liên kết với canxi ở trong nước tiểu sẽ làm giảm nguy cơ hình thành tinh sỏi thận. Và việc chúng ta uống nước ép bưởi hoặc ăn bưởi thường xuyên giúp cơ thể bổ sung nước, hỗ trợ quá trình bài tiết và đào thải độc tố. Không thể phủ nhận là bưởi có rất nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bưởi nó cũng giống như những loại thực phẩm khác, nó cũng cần ăn đúng cách. Vì vậy, thì năm nhóm người sau đây, quý vị nên hạn chế việc ăn bưởi. Nhóm người thứ nhất mà nên hạn chế ăn bưởi, đó chính là người đang dùng thuốc. Bưởi có chứa những hợp chất ảnh hưởng tới enzyme CYPA4 ở trong gan. Enzyme này có vai trò phân hủy nhiều loại thuốc ở trong cơ thể của chúng ta. Khi chúng ta ăn bưởi, nó sẽ khiến thuốc tồn tại ở trong máu lâu hơn, có thể là gây ra những tác dụng phụ nghiêm trọng. Và đặc biệt là với những bệnh nhân mà đang sử dụng thuốc giảm cholesterol
hay là thuốc giảm huyết áp, hay là thuốc chống loạn nhịp tim, thuốc chống trầm cảm và một số loại thuốc chống lo âu, vân vân. Nhẹ thì nó có thể gây ra những vấn đề như là đau đầu, tim đập mạnh hay là loạn nhịp tim, còn nặng thì có thể gây ra đột tử. Vì vậy, trước khi ăn bưởi, nếu mà quý vị có dùng những loại thuốc trên, thì quý vị nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Nhóm người thứ hai mà quý vị nên hạn chế ăn bưởi, đó chính là người có tiền sử dạ dày hoặc là tiêu hóa yếu. Ở bưởi nó có tính axit cao, không phù hợp với những người đang có tiêu hóa yếu, đặc biệt là với những người mà viêm loét dạ dày hoặc là rối loạn tiêu hóa. Axit ở trong bưởi có thể kích thích dạ dày tiết ra nhiều dịch vị hơn, sẽ gây ra cảm giác đau rát, đầy hơi và ợ chua sau khi chúng ta ăn. Đồng thời, hàm lượng chất xơ cao ở trong bưởi có thể dễ dàng gây ra đầy bụng, khó tiêu. Đối với những người mà đang có hệ tiêu hóa yếu, nhất là khi mà chúng ta ăn với một số lượng lớn. Vì vậy, nên những người đang có tiền sử rối loạn tiêu hóa thì nên hạn chế ăn bưởi để không gây áp lực lên dạ dày và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn, tránh sự kích thích không cần thiết. Nhóm người thứ ba nên hạn chế ăn bưởi, đó chính là người đang có vấn đề về thận. Bưởi có chứa một hàm lượng kali khá cao và đối với những người đang có thận yếu thì khả năng bài tiết của kali sẽ hạn chế. Việc chúng ta tiêu thụ quá nhiều kali có thể dẫn tới tình trạng tăng kali ở trong máu và sẽ gây ra những vấn đề về tim mạch và thần kinh. Đồng thời, bưởi còn có tính axit và hàm lượng nước cao. Việc mà chúng ta nạp quá nhiều nước hoặc chất điện giải có thể làm tăng áp lực lên thận, khiến cho chúng làm việc nhiều hơn, sẽ làm tăng nguy cơ bị biến chứng. Đồng thời, bưởi còn có tương tác với một số loại thuốc về bệnh thận và làm giảm tác dụng của thuốc. Vì vậy, những người mà bị bệnh thận nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi chúng ta ăn bưởi. Nhóm người thứ tư mà chúng ta nên hạn chế ăn bưởi, đó chính là người đang có vấn đề về gan. Bưởi có thể làm thay đổi cách cơ thể của chúng ta xử lý thuốc, đặc biệt là đối với những loại thuốc mà đang điều trị bệnh gan. Điều này có thể làm giảm hoặc là tăng hiệu quả của thuốc, gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Đồng thời, bưởi còn có chứa những thành phần làm tăng gánh nặng lên gan, khiến gan làm việc nhiều hơn để xử lý những loại chất này. Điều này không tốt với những người đang gặp vấn đề về bệnh gan. Một số thành phần ở trong bưởi có thể làm thay đổi nồng độ của men gan và gây ảnh hưởng tới chức năng của gan. Vì vậy, quý vị nên tham khảo ý kiến của bác sĩ khi mà chúng ta ăn bưởi. Nhóm người thứ năm mà quý vị nên hạn chế ăn bưởi, đó chính là phụ nữ mang thai hoặc là đang cho con bú. Ở những mẹ bầu thì nên hạn chế ăn bưởi, bởi vì nó có thể ảnh hưởng tới cách mà cơ thể hấp thụ và chuyển hóa thuốc, gây ra tác dụng phụ cho mẹ và cho bé. Ăn nhiều bưởi có thể thay đổi vị của sữa, làm cho bé ít bú hơn. Đồng thời, một số thành phần ở trong bưởi có thể gây ảnh hưởng tới vấn đề tiêu hóa của trẻ sơ sinh. Tuy bưởi tốt, nhưng quý vị nên lưu ý những vấn đề sau để ăn bưởi một cách hiệu quả nhất. Đầu tiên là chỉ nên ăn bưởi khoảng 1-2 múi bưởi trong một ngày để tránh tình trạng dư thừa vitamin C. Thứ hai là quý vị không nên ăn bưởi khi bụng đói, bởi vì bưởi có chứa một lượng axit lớn. Nếu chúng ta ăn bưởi khi đói, nó sẽ làm hại dạ dày của chúng ta. Thứ ba là quý vị nên ăn muối bưởi hơn là nước ép bưởi, bởi vì trong thành phần của muối bưởi có một lượng chất xơ tự nhiên sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta khỏe mạnh hơn. Và thứ tư là quý vị không nên ăn bưởi ngay khi chúng ta uống thuốc. Trên đây là những lợi ích của quả bưởi và nam nhóm người nào thì không nên ăn bưởi. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ nắm được những thông tin quan trọng để có thể sử dụng loại trái cây này một cách an toàn. Xin chuyển sang nội dung cuối cùng. Loại rễ thần dược giải độc gan, hạ đường huyết. Cam thảo là loại thảo dược quen thuộc đã được kết hợp sử dụng trong những bài thuốc đông y từ xa xưa. Cam thảo không chỉ là loại thuốc mà còn được nhiều người sử dụng để làm thức uống hàng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng rõ nên sử dụng như thế nào. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm sáng tỏ. Trước tiên, cùng điểm qua 7 công dụng của cam thảo đối với sức khỏe con người. Thứ nhất, hạ đường huyết. Theo một vài nghiên cứu, cam thảo đất có tác dụng trong việc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Nhờ thành phần alkaloid, loại dược liệu này giúp điều hòa và ổn định đường huyết,
kích thích tăng số lượng hồng cầu, giúp phòng ngừa căn bệnh đái tháo đường. 2. Khoáng khuẩn. Thành phần chính của loại thảo dược này là glycyrrhizin. Nó có tác dụng tạo vị ngọt và chống oxy hóa, chống viêm. 3. Giải độc, bảo vệ gan. Một nghiên cứu trên ống nghiệm đã ghi nhận rằng việc thêm glycyrrhizin vào phương pháp điều trị viêm gan C tiêu chuẩn đã làm giảm đáng kể sự lây lan của virus. 4. Ngăn ngừa ung thư. Do chứa nhiều hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, chiết xuất rễ cam thảo đã được nghiên cứu về tác dụng bảo vệ chống lại một số bệnh như ung thư da, ung thư vú, đại trực tràng và tuyến tiền liệt. 5. Điều trị loét dạ dày tá tràng. Một nghiên cứu trên chuột cho thấy rằng chiết xuất cam thảo có thể chống lại những vết loét tốt hơn omeprazole, một loại thuốc loét dạ dày tá tràng thông thường. 6. Giảm ho, các bệnh về đường hô hấp. Do tác dụng chống viêm và kháng viêm, cam thảo được sử dụng trong nhiều bài thuốc trị ho nói chung. Đặc biệt, các nghiên cứu trên động vật kết luận rằng chiết xuất glycyrrhizin từ rễ cam thảo giúp làm dịu cơn hen suyễn. 7. Chăm sóc sắc đẹp. Ngoài những tác dụng kể trên, cam thảo còn có tác dụng làm đẹp da. Kiên trì uống nước cam thảo có thể làm cho thể trạng của chúng ta tốt hơn, thải độc tố ra ngoài, từ đó giúp da hồng hào, có sức sống. Và sau đây là những lưu ý khi sử dụng cam thảo để chữa bệnh. Nhiều người Việt uống cam thảo thay nước lọc hàng ngày, tuy nhiên vì sử dụng không đúng cách sẽ gây ra những rủi ro cho cơ thể. Một số gia đình có thói quen kết hợp giữa nhân trần và cam thảo để thành nước uống. Theo đông y, sự kết hợp này sẽ gây ra bệnh tăng huyết áp. Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên sử dụng cam thảo trong thời gian dài vì có thể gây ra các tác dụng phụ như giảm kali trong máu, tổn thương gan, suy thận. Những người không nên sử dụng cam thảo bao gồm phụ nữ có thai, người bị cao huyết áp không ổn định, người bị táo bón lâu ngày, người cao tuổi. Một số bài thuốc từ cam thảo chữa cảm cúm, ho. Thời tiết giao mùa, cơ thể chúng ta rất dễ mẫn cảm và việc bị cảm cúm, bị ho là không thể tránh khỏi. Lúc này đây, bạn chỉ cần 15g cam thảo nam kết hợp 15g rau diếp cá, kim ngân, hoa để sắc nước uống hàng ngày, hiệu quả mà không phải sử dụng kháng sinh. Chữa tiểu rắt. Sử dụng 20g cam thảo, 20g cây xài đất và 20g cây kim ngân hoa sắc uống hàng ngày. Bài thuốc chữa viêm loét dạ dày. Người bệnh dùng 3-5g cam thảo dạng bột hoặc cao lỏng, uống 3 lần mỗi ngày, thời gian áp dụng từ 7-14 ngày rồi tạm dừng. Để đạt hiệu quả, nên uống 20-30 phút trước mỗi bữa ăn, khi đó cam thảo sẽ hoạt động như một lớp màng trong bảo vệ dạ dày. Rễ cam thảo đã được sử dụng trong hàng ngàn năm để giúp điều trị nhiều loại bệnh, mặc dù có thể làm giảm trào ngược axit, bệnh chàm, loét dạ dày tá tràng và các vấn đề sức khỏe khác. Tuy nhiên, cam thảo có tác dụng phụ nếu tiêu thụ quá mức hoặc quá thường xuyên. Do đó, mọi người nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng rễ cam thảo. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.